Đền Đức Thánh Nguyễn. Đền Đức Thánh Nguyễn là một ngôi đền cổ thuộc làng Điềm, có tên gọi cổ xưa là Đàm Gia Loan, sau đổi là Đàm Xá, nay là hai xã Gia Tiến và Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đền thờ Thiền sư Nguyễn Minh Không, quốc sư nhà Lý. Ông sinh ra trên đất này và tên là Nguyễn Chí Thành, hiệu Minh Không, được vua Lý Thần Tông phong làm quốc sư, là một vị cao tăng đứng đầu tổ chức Phật giáo của triều đại nhà Lý trong lịch sử, được xem là vị thiền sư sáng lập nên nhiều ngôi chùa cổ, được tôn vinh là ông tổ của nghề đúc đồng Việt Nam vì có nhiều công lớn chữa bệnh cho nhà vua và nhân dân, mà ông được người Việt tôn sùng gọi là Đức Thánh Nguyễn. Trong truyền thuyết dân gian, Nguyễn Minh Không là một nhân vật huyền thoại, xuất hiện với nhiều tình tiết kỳ bí, như khi tu thiền đắc đạo có thể đi mây về gió, niệm chú cho chim lạ rơi xuống, ngả nón làm thuyền vượt sông cả, cho cả kho đồng nước tống vào túi, về đúc tứ đại khí, thò tay vào vạc dầu đang sôi vớt hàng trăm kim, chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông, vân vân. Hiện nay ở vùng đất Ninh Bình nói riêng và vùng châu thổ sông Hồng nói chung có rất nhiều đền thờ ông. Nhiều địa danh ở Ninh Bình gắn với sự tích về ông như Kẽm Đó, Kênh Gà, Sinh Dược, vân vân. Đền còn thờ Thái sư Tô Hiến Thành, một đại thần thành có công bình chiêm, phò ấu chúa là Lý Cao Tôn 1175 đến năm 1210. Sở dĩ nơi đây thờ ông là do bố đẻ ông là Tô Trung Công làm quan lệnh phủ Doãn Trường Yên đã cùng vợ về đây cầu tự và sau sinh ra ông. Đền được xây dựng trên ngôi nền của ngôi chùa cổ có tên là Viên Quang Tự, do Nguyễn Minh Không lập vào năm 1121. Về sau người dân địa phương cho là nền nhà cũ của Đức Thánh Nguyễn nên đã rời chùa sang phía tây mà dành riêng nơi nhà cũ để thờ ông. Đền quay về hướng nam nằm song song với đường Tiến Yết hướng về cố đô Hoa Lư, nơi được xem là một di tích thuộc Hoa Lư tứ trấn. Đền Thánh Nguyễn nằm trên địa bàn Tượng Sơn Trung Dục, Ngưng Thủy Trường Danh, tức là tận cùng của núi Voi, trước mặt có Giang Hồi Cửu Khúc, phía nam và tây nam có dãy núi đá uốn lượn, tục gọi núi Rồng và núi Rắn. Nhiều núi hình thù tượng con lợn, rùa, cổ gai, phượng. Ngọn núi Bái Đính đứng chơ vơ đón gió, thật đúng với bài thơ Cảm Hoài: Trạch Đắc Long, xà địa khả cư. Tổng thể công trình kiến trúc rất quy mô, được xây theo kiểu nội công ngoại quốc. Đền gồm 4 tòa, làm theo kiểu tiền nhất hậu công. Đầu tiên là Vọng Lâu, tòa nhà ba gian, nơi tương truyền là nhà cũ của Thánh Nguyễn, với cây đèn đá dựng bên đầu hồi cao hơn 1 mét. Đây là biểu tượng của đèn pha Nguyễn Minh Không ngày xưa thắp sáng để ngồi tịnh thiền, ánh sáng chiếu rọi đến tầng mây trên không, vì thế nhân dân quanh vùng tôn hiệu ông là Thiền sư Minh Không. Đền chính xây dựng kiểu chữ công gồm 3 tòa tiền bái, ống muống và chính tầm, là công trình rất giá trị về cả giá trị về mặt kiến trúc lẫn điêu khắc. Trong văn bia lại ở đền thì công trình này được trùng tu lớn vào thế kỷ 17 đến năm Bảo Đại thứ 3 1928.
nhưng nhìn chung, đường nét kiến trúc nghệ thuật, chạm khắc vẫn được bảo tồn như cũ. Đền Đức Thánh Nguyễn còn giữ được nhiều hiện vật cổ có giá trị như cây đèn đá, cột kinh, các văn bia đá cổ thời Lê và Nguyễn, sóc đá, gạch trang trí hoa văn thời Lê, hai chân tạc bằng đá thời Lý Trần, các nhang án khán thờ nhà Lê, 50 bảng sắc thời Lê và Nguyễn. Đây là những tài sản văn hóa vô giá, góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Lễ hội Đền Đức Thánh Nguyễn diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch. Đây là dịp nhân dân địa phương tri ân Đức Thánh Nguyễn Minh Không. Trong phần lễ chính có tục rước nước từ sông Hoàng Long về đền, tế lục khúc, nam quan nữ quan. Phần hội tổ chức các trò chơi dân gian. Di tích Đền Đức Thánh Nguyễn được Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1989.